Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên YouTube, bản thân mình cũng hoạt động rất tích cực ở trên TikTok, Facebook, Instagram và tất cả các tài khoản của mình đều là Khoai Tây yêu tiếng Trung. Nếu các bạn yêu thích tiếng Trung hoặc là quan tâm mình thì hãy follow mình nhé. Đây là video bài số 6 theo bộ giáo trình chuẩn HSK1. Nếu như đây là lần đầu tiên xem video bài học, các bạn hãy tham khảo xem theo danh sách phát này nhé. Và vẫn như cũ, đây là video giải thích từ vựng và ngữ pháp dựa trên bài học của giáo trình chuẩn HSK1. Khi xem video này, các bạn vẫn cần kết hợp với giáo trình và sách bài tập để hiệu quả học tập được tốt hơn. Và không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu nhé! Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến bài số 6 của 我会说汉语, tôi biết nói tiếng Trung. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi đến với anh bạn từ vựng. Trong đoạn hội thoại đầu tiên, chúng ta sẽ có 3 từ vựng mới. Từ vựng đầu tiên, huỷ. Huỷ này, nó là một động từ năng nguyện. Nó có nghĩa là có thể. Có thể ở đây tức là bạn có khả năng làm một việc gì đó, bạn có thể làm một việc gì đó, bạn có năng lực làm một việc gì đó, hoặc là một việc gì đó, một sự việc gì đó có thể xảy ra trong một tương lai gần hoặc là tương lai chắc chắn. Từ vựng thứ hai, sure. Sure này, nó là một động từ, nó có nghĩa là nói. Xét về mặt Hán tự, bạn sẽ nhìn thấy sure này có bộ ngôn đứng ở đằng trước đại diện cho ngôn từ và lời nói. Thế nên là ở đây xuất hiện bộ ngôn là hợp lý rồi, đúng không nào? Tiếp tục, chúng ta có từ mama. Mama này nó là một danh từ, nó có nghĩa là mẹ. Đặc điểm nhận dạng của cái chữ này thì chúng ta thấy đằng trước là có bộ nữ. Rồi, đại diện cho phụ nữ, đại diện cho phái nữ thường xuất hiện ở trong các Hán tự có liên quan đến phụ nữ, phái nữ. Bản thân thằng ma này nó là một chữ hình thanh. Khi chúng ta thấy đứng ở đằng trước nó là bộ nữ này dùng để chỉ về nghĩa. Và đằng sau là có chữ mã này là dùng để chỉ về phát âm. Ý ở đây tức là gì? Là khi các bạn nhìn thấy cái anh bạn này đứng ở đây, tức là nó muốn nói rằng gì ạ? Anh em ơi, nhìn vào đây này, em Hán tự này này, em được phát âm giống kiểu như là ma má mả ma ấy anh chị. Đúng rồi, và ở đây chúng ta có thằng này phát âm là ma. Ma mả là bà mẹ. Từ vựng tiếp theo, chai. Chai này, nó là một danh từ, nó có nghĩa là món ăn. Thực ra không chỉ có nghĩa là món ăn đâu, thằng này còn một nghĩa khác nữa là rau. Thế nên là chúng ta mới nhìn thấy có cái bộ thảo đứng ở trên đầu nó này. Đây là bộ thảo nhá. Đại diện cho gì ạ? Thực vật. Và thông thường là những cái loài thực vật thân mềm, nhỏ, thân mềm, lùn. Giống kiểu như các loại rau này, loại cỏ này, hay là các loài hoa dại này. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy bộ thảo này xuất hiện. Và thằng chai này cũng không ngoại lệ. Thằng chai này ngoài nghĩa là rau, nó còn có nghĩa là món ăn. Và khi các bạn muốn nói là một cái món ăn của một đất nước nào đó, bạn chỉ cần đưa cái đất nước đấy, tên đất nước đấy đứng ở đằng trước cái chữ này là xong. Ví dụ chúng ta có từ Trung Quốc là Trung Quốc. Trung Quốc chai là đồ ăn Trung Quốc. Yue Nán là Việt Nam. Yue Nán chai là đồ ăn Việt Nam. Chữ tiếp theo, hẳn. Hẳn là một phó từ, nó có nghĩa là rất. Thông thường các bạn sẽ thấy các phó từ nó có thể đứng trước động từ hoặc đứng trước tính từ. Khi thằng hẳn này nó cũng không ngoại lệ. Thằng này thông thường nó sẽ đứng trước một cái tính từ nào đó để mang nghĩa là rất thế nào đó. Ví dụ như là rất ngon này, rất xấu này, rất tốt này, rất đẹp này, vân vân. Từ tiếp theo, hào chư. Hào chư này, nó là một tính từ, nó có nghĩa là ngon. Đến sau này khi mà các bạn học lên khoảng tầm HSK2 hoặc HSK3 thì bạn sẽ bắt gặp được có một cái công thức với thằng hảo này. Ở đây tôi nói trước luôn nhá, vượt cấp một tí này. Khi thằng hảo này mà bạn cộng với một cái động từ nào đó thì nó sẽ trở thành một cái tính từ. Và tính từ đấy nó sẽ mang nghĩa tốt. Ví dụ chúng ta có chư là ăn, hảo chư là ăn ngon, là dễ ăn. Hơ là uống, hảo hơ là dễ uống, tức là ngon. Khăn là xem, là nhìn. Hảo khăn có nghĩa là hay, xem hay hoặc thậm chí là xinh đẹp, vân vân. Đó, thì sau này khi lên HSK3 chúng ta sẽ học nhá. Còn cái này là tớ giải thích nó hơi vượt cấp một tí thôi. Cuối cùng chúng ta có từ chua. Chua này nó là một động từ, nó có nghĩa là làm ra. Bản thân cái thằng chua này nhá, âm Hán Việt của nó là tố, nhưng bởi vì cái âm Hán Việt này nó ít khi xuất hiện ở trong đời sống của Việt Nam nên tớ sẽ tạm thời lược bỏ cái âm ấy ở đây nhá. Thằng chua này có nghĩa là làm ra một cái thứ gì đó. Ví dụ như là làm bài tập, làm cơm, làm đồ ăn, vân vân. Thì chúng ta sẽ dùng cái thằng chua này, chúng ta sẽ nhìn thấy nó xuất hiện. Từ vựng tiếp theo chúng ta có xie.
Xie là một động từ, nó có nghĩa là viết. Thật ra thì xét về mặt Hán tự nhá, thú thật với các bạn là đến giờ tớ vẫn chưa tìm được cái tài liệu nào nói là tại sao cái chữ viết này được viết như thế này, nên tớ cũng không thể nào gáy về cái anh bạn mặt Hán tự này được. Nhưng mà các bạn cứ chịu khó nhớ nhá, dù sao Hán tự này thì nó cũng không phải là quá khó nhớ đâu. Cố lên anh em, cố lên. Hoan hỉ. Đó. Tiếp tục, chúng ta có từ Hán tự. Hán tự này nó là một danh từ, nó có nghĩa là Hán tự. Trong đó chúng ta có thằng Hán này, nó là Hán. Trong cái từ Hán ủy có nghĩa là tiếng Trung ấy. Chữ này nó có nghĩa là con chữ, là tự, nghĩa là con chữ. Hán chữ là Hán tự, tức là chữ Hán đấy. Tiếp tục chúng ta có chữ chữ. Chữ này nó là một danh từ, nó có nghĩa là con chữ. Ở trong cái bài hôm trước chúng ta đã từng nhìn thấy cái từ này trong cái anh bạn miếng chữ, có nghĩa là cái tên. Và tớ đã từng nói rằng chữ này có nghĩa là con chữ. Đặc điểm nhận dạng của nó, bên trên là bộ miên là mái nhà, đại diện cho căn nhà. Bên dưới là bộ tử là đứa trẻ, tức là trẻ con là phải ở trong nhà để được giáo dục, giáo dưỡng, để được học tập. Tiếp tục, chúng ta có zěn mě. Zěn mě này nó là một đại từ, nó có nghĩa là như nào. Thông thường các bạn sẽ nhìn thấy nó xuất hiện ở trong những câu hỏi. Ví dụ như là đi như nào, này, ăn như nào, uống như nào, đọc như nào, viết như nào, vân vân. Và cuối cùng ta có tú. Tú là một động từ, nó có nghĩa là đọc. Và đặc điểm nhận dạng ở đây chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy bộ ngôn đứng ở đây. Đúng không ạ? Bộ ngôn đại diện cho ngôn từ, lời nói mà. Thì đọc là phải cần đến ngôn từ. Là đúng rồi, hợp lý rồi. Và đây là toàn bộ từ vựng mới ở trong phần bài 6 của giáo trình chuẩn H2K1. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đi đến phần ngữ pháp. Và mình cũng sẽ giải thích luôn cả những câu ví dụ. Thằng ngữ pháp đầu tiên chúng ta có thằng khuỷ. Khuỷ này như mình đã nói lúc nãy, nó là một động từ năng nguyện. Nó có nghĩa là có thể này. Kiểu như bạn có thể làm việc gì đó, bạn có năng lực làm việc gì đó. Thằng này dùng để nói về việc là có năng lực làm việc gì hay là có thể xảy ra việc gì. Ví dụ này, hôm nay mình đang ngồi ở trong nhà, mình nhìn ra ngoài trời, mình thấy là mây đen vân vũ, gió giật đùng đùng. Mình nói là hôm nay có thể mưa đấy. Vậy thì cái thằng có thể này là dùng để nói về việc sẽ xảy ra việc gì đó trong một tương lai gần hoặc là một tương lai chắc chắn. 今天会下雨, hôm nay trời sẽ mưa. Hay là một cái ví dụ thứ hai là ngày hôm nay mình đi chơi về hơi muộn một tí, mình về nhà thấy mẹ mình đang rất là khó chịu. Mẹ mình mới hỏi là có lên rồi đúng không? Mình đoán là thế nào mẹ mình cũng đấm cho mình một trận. Và mình nói là mẹ em có thể sẽ đấm em đấy. Và khi này em sẽ dùng cái từ khuỷ này dùng để nói với việc là chắc chắn mẹ em sẽ đấm em một trận. Đây là việc có thể xảy ra, thậm chí là trong tương lai gần và tương lai chắc chắn. Thế nào vào nhà mẹ em cũng đấm em một phát. Bên cạnh đó ta còn hiểu nó mang nghĩa là có năng lực làm việc gì. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chú trọng nhiều vào cái mặt nghĩa là có năng lực làm việc gì này nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chú trọng vào đây. Cái công thức của chúng ta nhìn thấy đấy chính là chủ ngữ cộng với khuỷ cộng với động từ hoặc cụm động từ, có nghĩa là ai đó có thể làm gì, ai đó có năng lực làm gì. Và cái anh bạn có thể này tức là sau một quá trình học tập và rèn luyện, bạn đã có thể làm việc gì đó, bạn đã có năng lực để làm một việc gì đó. Ví dụ ở đây chúng ta thấy có anh bạn này, 我会写汉字. Trong đó chúng ta có 我 này là chủ ngữ, 会 là động từ năng nguyện, 写汉字 này là viết Hán tự. Đây là một cụm động từ. Rồi, tôi có thể viết Hán tự. Tức là sau một quá trình học tập và rèn luyện thì đến bây giờ bạn đã có thể viết được Hán tự rồi và bạn dùng được cái câu này. Tôi có thể viết Hán tự. 我会写汉字. Tiếp tục. 你妈妈会说汉语吗? Trong đó chúng ta có 你妈妈, mẹ bạn là chủ ngữ. 会 là động từ năng nguyện. 说汉语 là nói tiếng Trung. Đây là một cụm động từ. Và 妈 đặt ở cuối câu để tạo thành một câu hỏi có nghĩa là không, hử, hả, vân vân, đúng không? Và câu này chúng ta dịch ra là gì? Mẹ của bạn biết nói tiếng Trung không? Ở cái thể dạng phủ định thì sao? Thể dạng phủ định của nó là 不会. 不会 có nghĩa là không thể. Rồi. Ví dụ, 我不会做中国菜. Tôi không thể làm đồ ăn Trung Quốc. Trong đó chúng ta có 我 là chủ ngữ, 不会 này là thể phủ định của thằng 会 rồi ạ. 做中国菜 là làm đồ ăn Trung Quốc. Tôi không thể làm đồ ăn Trung Quốc.
tôi không biết làm đồ ăn Trung Quốc. Như vậy hãy nhớ cho mình cái công thức này nhá. Nhớ cho mình cái công thức sử dụng của thằng huy này nhá. Là ai đó có thể làm gì, ai đó có năng lực làm gì, ai đó có khả năng làm gì sau một quá trình học tập và rèn luyện. Điểm ngữ pháp thứ hai của chúng ta ngày hôm nay là hẳn. Hẳn này nó là một phó từ, nó có nghĩa là rất. Như mình đã nói lúc nãy rằng là phó từ thông thường sẽ đi kèm với động từ hoặc tính từ. Và thằng hẳn này cũng không ngoại lệ. Công thức sử dụng của nó như sau: chủ ngữ cộng với hẳn cộng với tính từ, có nghĩa là ai đó hay cái gì đó rất thế nào. Ví dụ như là cô ấy rất xinh, anh ấy rất đẹp, thầy giáo tôi rất tốt, vân vân. Và lưu ý cho mình rằng là thằng hẳn này nó không đi với pụ. Nó tuyệt đối không đi với pụ. Tức là ví dụ này, bạn chỉ có thể nói là anh ấy rất đẹp trai, chứ bạn không được nói là anh ấy rất không đẹp trai. Làm sao vậy? Nhá, lưu ý cho mình. Lưu ý cho mình cái này nhá. Nhìn vào dưới này có một vài câu ví dụ như sau. Câu ví dụ đầu tiên: ủa, hấn khảo, tôi rất tốt, hay ta hiểu là tôi rất khỏe. Trong đó chúng ta có ủa là chủ ngữ, đúng không? Hấn này là phó từ, khảo là tính từ, khảo tính từ tốt. Ủa hấn khảo, tôi rất tốt, hay tôi rất khỏe. Ví dụ thứ hai: ủa ma mạ tờ hàn yu bù khảo. Ủa ma mạ tờ hàn yu là tiếng Trung của mẹ tôi rồi không tốt. Như thế, bạn thấy không? Khi chúng ta đã phủ định rằng cái gì không nọ không kia thì chúng ta sẽ không có khẩn nữa mà chúng ta chỉ dùng bù thôi. Bù hảo. Không tốt là không tốt chứ không có phải là không rất tốt gì hết nhá. Đã không tốt là không tốt. Okay. Cuối cùng nào. Trung Quốc cài hẳn hào chứ. Đồ ăn Trung Quốc rất ngon. Đó, thế nhá. Hào chứ này là tính từ. Vậy thì đây là cách để sử dụng thằng khẩn. Thế về cơ bản các bạn có thể thấy được rằng là thằng khẩn này thực ra cách dùng của nó khá giống trong tiếng Việt. Trong tiếng Việt mình cũng thế mà, đúng không? Rất tốt, hấn khảo, rất bận, khẩn máng, rất đẹp, hấn mẩy, đó, vân vân. Ngữ pháp cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay là thằng chấm ạ. Chấm ạ này nó là một đại từ, nó có nghĩa là như nào. Thằng này được dùng để hỏi về cách thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ như là bây giờ các bạn đưa cho tớ một cái món đồ ăn nào đấy chẳng hạn. Tớ không biết là cái này phải chiên, xào, rán, hấp hay là ăn sống như thế nào. Và mình mới hỏi là chờ cỡ, chẩm mơ chư, cái này ăn như nào. Cũng tương tự khi tớ muốn hỏi đường các bạn, tớ hỏi là từ đây đi đến đây là đi như nào, chẩm mơ chẩu. Rồi, hay là cái từ này viết như nào đấy, viết như nào, chẩm mơ xỉa, vân vân. Chúng ta có một cái anh bạn công thức của nó là chẩn mỡ cộng với động từ, có nghĩa là làm gì, như nào, dùng để hỏi về cái cách thức thực hiện hành động, cách thực hiện hành động. Ví dụ nào, chúng ta nhìn dưới này. Chúng ta đặt vào một cái ngữ cảnh như các bạn có một cái hán tự chẳng hạn, nhưng các bạn không biết cái chữ này đọc như thế nào, và bạn đưa cho người bạn của mình và hỏi rằng là cái hán tự này đọc thế nào. Chê cỡ hàn tự chẩn mỡ tú. Trong đó chúng ta có chữ cái hán tự này là cái hán tự này. Zěme tú là đọc như nào. Dùng để hỏi là cái phương thức đọc của nó đấy, đánh vần như thế nào đấy, đúng không? Pinyin của nó phát âm như nào đấy. Một cái ngữ cảnh thứ hai, bạn có một người bạn. Cái người bạn của bạn là có tên bằng tiếng Trung luôn. Và bạn muốn hỏi rằng là cái tên tiếng Trung của bạn ấy viết như nào. Nǐ de hànyú míngzì zěme xiě. Trong đó chúng ta có hàn yǔ míng zì này, nó có nghĩa là tên tiếng Trung, tên bằng tiếng Trung. Nǐ de hàn yǔ míng zì là tên tiếng Trung của bạn. Zěme xiě, viết như nào. Các bạn để ý hay các bạn thấy là cái vị trí của từng thành phần này thực ra nó cũng lắp ghép, nó cũng dễ hiểu thôi mà. Nó không có lộn ngược lộn xuôi đâu. Tên tiếng Trung của bạn viết như nào. Nó khá giống tiếng Việt. Và cuối cùng, hãy chúng ta nhìn thấy có một cái chữ này. Cái chữ này viết như nào. Chữ cơ chữ, chấm mơ, xỉa. Trong đó chúng ta có chữ cơ chữ là cái chữ này. Chấm mơ xỉa là viết như nào. Đó, thế thôi. Thế nhá, vậy thì đây là cách để chúng ta sử dụng cái thằng chấm mơ này. Đó, cái là làm gì đó như thế nào. Và đây là toàn bộ phần ngữ pháp của phần bài 6 ngày hôm nay. Các bạn hãy kết hợp những kiến thức về ngữ pháp và từ vựng này để dịch các bài hội thoại ở trong sách. Ngoài ra, hãy làm hết toàn bộ các phần bài luyện tập ngữ pháp ở bên trong sách giáo trình nhé. Và nhớ kết hợp cả sách bài tập nữa. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi đến phần luyện tập cuối cùng. Vẫn như cũ, mình sẽ có 5 câu hỏi,
Các bạn sẽ có 8 giây để suy nghĩ. Trước tiên, hãy suy nghĩ xem mình hỏi các bạn cái gì. Và tiếp theo đó, hãy trả lời các câu hỏi của mình. Câu đầu tiên, 你会说汉语吗? 你会说汉语吗? Bạn biết nói tiếng Trung không? Câu số 2. 你会写汉字吗? 你会写汉字吗? Bạn biết viết Hán tự không? Câu số 3. 你会做中国菜吗? 你会做中国菜吗? Bạn biết làm đồ ăn Trung Quốc không? Câu số 4. 你有汉语名字吗? 你有汉语名字吗? Bạn có tên tiếng Trung không? Và cuối cùng, 你会写你的汉语名字吗? 你会写你的汉语名字吗? Bạn có thể viết được tên tiếng Trung của bạn không? Và nội dung của bài 6 đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy để lại cho mình một like, một share, một bình luận, bật chuông báo tinh 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 để chúng mình được gặp nhau nhiều hơn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!